Xin chào quý vị anh chị. Hôm nay em Dinh là tư vấn bán hàng của đại lý Mitsu Trung Thượng anh chị nhé. Và ngày hôm nay em Dinh đang có mặt tại bãi xe của đại lý Mitsu Trung Thượng anh chị ạ. Đây là bãi xe của bên em đây ạ. Thì trong tháng 12 này bên em cũng đang có chương trình là tri ân khách hàng. Thì bên em cũng có những cái gói ưu đãi và giá cả của chiếc xe Mitsubishi. Nhiều xe có giá rất là ưu đãi. Thì ngày hôm nay em Dinh xin mang đến cho quý anh chị, đây là chiếc sedan 2 đầu Astra MT số sàn đây anh chị nhé. Và ngày hôm nay em sẽ xin được review cho đến quý anh chị tại sao em lại chọn chiếc xe Astra MT này. Bởi vì cái thứ nhất là sắp tới là cũng là Tết rồi, thì anh chị cũng có nhu cầu đi lại rất là lớn. Và dịch bây giờ tình hình là dịch bệnh cũng rất là căng thẳng. Khi mà anh chị mua sắm cho mình một chiếc xe, tức là anh chị đã tự bảo vệ mình và bảo vệ gia đình của mình khỏi dịch bệnh Covid-19 ạ. Thì chiếc xe Astra MT này có giá rất là tốt ở trong phân khúc sedan 2 đầu mà 5 chỗ rộng rãi. Thì hôm nay em xin review chi tiết để cho quý anh chị được so sánh giữa bản Astra MT này rõ hơn, tìm hiểu rõ hơn về cái xe Astra MT này và so sánh với hai bản tiền hiện ở trên là bản Premium và bản CVT tiêu chuẩn nhé. Thì về phần đầu xe thì như anh chị thấy thì cũng có là ngôn ngữ thực tế đài Numitsu đấy ạ. Đấy là một chữ X lớn. Và ở mặt giữa đây là có logo của Mitsubishi, ba viên kim cương tụ lại trên nền màu đen. Và có hai sợi chỉ màu trắng dầm nổi đây, chạy viền ở đây, rất là đẹp ạ. Đấy thì về phần đầu xe thì cũng không, ngôn ngữ thiết kế thì không có cái gì là quá thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất đó là về cụm đèn. Đấy, thì chiếc Astra MT này không được trang bị cụm đèn LED anh chị nhé, mà toàn bộ đèn là halogen. Và chiếc Astra MT này thì cũng được lược bỏ cái phần đèn gầm này đi để cho giá thành nó sẽ giảm xuống anh chị nhé. Đấy thì là về phần đèn halogen và phần đèn gầm này là được lược bỏ và thay đổi đi. Ở chiếc Astra CVT và bản Premium thì sẽ có là đèn full LED anh chị nhé, và hệ thống đèn chiếu sáng là bi LED. Đấy thì đó là một phần đầu tiên của phần thay đổi phần đầu xe, đấy là lớn nhất. Em mời anh chị qua phía hông xe để em xin giới thiệu. Về phía vân hông xe thì như anh chị nhìn thấy luôn, đó là chiếc gương chiếu hậu đây ạ. Thì chiếc gương chiếu hậu này của chiếc Astra MT này sẽ không được tích hợp mà đèn báo rẽ anh chị nhá, trên gương, mà sẽ đèn báo rẽ sẽ được tích hợp ở đây ạ. Đó, nó là một phần lược bỏ để giá thành của chiếc xe này sẽ được giảm xuống anh chị nhá. Đấy. Và phần thứ hai đó là ở chiếc Astra bản MT số sàn này là không có nút bấm mở cửa thông minh, mà chiếc nút bấm này thì sẽ là chìa khóa cơ anh chị nhé. Đó, đó là phần thứ hai, đấy là ở phần thân xe. Và phần thứ ba như anh chị nhìn thấy ở trên nóc xe đây, đây là sự thay đổi, sự lược bỏ, đó là vây cá mập và anten truyền thông. Đấy thì chiếc Astra MT này thì có anten là anten râu anh chị nhé. Đấy thì ở những cái phần này, đấy là cái sự khác biệt. Thì còn về phần em xin giới thiệu, đây là phần chiếc mâm của chiếc Astra MT này. Đấy thì không có gì thay đổi so với hai bản tiền nhiệm ở phía trên. Đó là vẫn là có một bộ mâm phay. Đấy, và thông số lốp của nó đang là, đây em đâu đó, đây 158/55R15. Và chiếc mâm này là mâm 15 inch anh chị nhé. Đấy, hai tông màu thể thao rất là đẹp. Và đằng trước của chiếc xe này vẫn là phanh đĩa anh chị nhé. Và đằng sau thì sẽ là phanh tăng trống anh chị nhé. Đấy thì vẫn ở cái ga lăng này, ra lăng này thì vẫn có được là giống như hai bản cao cấp phía trên. Đấy thì về phần thân xe, bọn em mời quý anh chị sang đến phần đuôi xe để em giới thiệu một chút về sự khác biệt. Về phần đuôi xe thì đập vào mắt quý vị anh chị đấy là đuôi lướt gió. Thì ở chiếc Astra MT số sàn này thì không có đuôi lướt gió anh chị nhé. Đó thì là trở nên cái đuôi của chiếc Astra MT này trở nên nó hơi đơn điệu một chút. Nhưng mà cái phần đuôi lướt gió này thì bên em có thể nâng cấp lên cho giúp khách hàng được nhá anh chị nhá. Và cái thứ hai là như anh chị thấy đây, ở chiếc Astra MT này là không có camera rùi anh chị ạ. Đó, thì cái này thì bên em cũng có thể nâng cấp được cho quý vị anh chị nhá. Và phần thứ ba đó là ở con Astra MT này thì không có nút bấm mở cốp, mà nó lại là mở chìa khóa cơ anh chị ạ. Đó, đó là những cái gì mà đuôi xe thì chúng ta có thể là nhìn và thấy. Còn về tổng quan thiết kế thì ba bản là đều như nhau. Đấy. Và cái thứ tư đó là cụm đèn. Thì ở những cái bản cao cấp hơn
CVT và Premium thì cụm đèn hậu này là full LED anh chị nhé. Còn ở cái con Acha CVT này thì cụm đèn này là cụm đèn halogen anh chị ạ. Đó là những cái điểm mà em muốn giới thiệu qua về về chiếc Acha này. Thì em mời anh chị đến trở về trong khoang hành khách để em được giới thiệu qua cho quý vị anh chị ạ. Xin mời anh chị vào bên trong ạ. Đây, thì em xin giới thiệu qua về chiếc Acha MT này. Thì đập vào mắt chúng ta đây là chiếc vô lăng. Vô lăng này thì là vô lăng 3 chấu. Nó nhìn rất đơn điệu. Bởi vì tại sao? Do nhà máy lược bỏ bớt những bộ phận ở trên vô lăng này và tối thiểu cái vô lăng này đi để cho giá thành của chiếc xe này nó giảm thấp xuống. Nhưng chúng ta vẫn có tân chỉnh âm lượng và ra giọng, ra lệnh bằng giọng nói, rảnh tay điện thoại ở đây. Nhưng ở cái phần cruise control này thì lại không có anh chị nhé. Đó. Và phần vô lăng này chúng ta cũng được không bọc da anh chị ạ. Đấy là vô lăng nguyên chiếc của nó đây ạ. Không được, nói chung là nhìn cái vô lăng này thì công nhận là hơi đơn điệu một chút. Nhưng khi mà anh chị lấy xe thì bên em vẫn có thể tặng cho anh chị, đấy là bọc vô lăng anh chị nhé. Thế trở nên nó chiếc vô lăng nó sẽ đẹp hơn. Và cái thứ hai là bên em vẫn có được nâng cấp lên cho quý vị anh chị là cruise control nhé. Đấy, về phần tổng quan thì chiếc xe Acha này cũng được trang bị hệ thống điều hòa. Nhưng mà hệ thống điều hòa của chiếc xe Acha MT này do lược bỏ, nó là chìa khóa hệ thống điều hòa này được điều chỉnh bằng cơ anh chị nhé. Đây, thì có những cái nút bấm này em thấy là cũng khá là đẹp. Cho dù nó không thể nào mà đẹp mắt bằng hai bản cao cấp hơn ạ. Dạ vâng, vẫn được trang bị một màn hình 7 inch đây, như quý vị được thấy đấy ạ. Và bên dưới này thì chúng ta có một hộp số, đây là hộp số sàn của chiếc Acha MT này. Thì về số sàn này là số sàn 5 cấp, 6, 5 cấp anh chị nhé. Đấy. Thì cái thứ hai là ở cái chiếc Acha này là không có cái bệ tỳ tay của người lái ở đây. Như các hai bản ở trên thì đều có, nhưng ở đây là không có. Đấy, thì chìa khóa thì vẫn là chìa khóa cơ ở đây anh chị nhé. Đây, em rút ra cho anh chị thấy đây. Đấy. Đây, chìa khóa là chìa khóa cơ, chứ không phải là chìa khóa startup thông minh nữa. Đấy là những cái phần mà lược bỏ để làm sao cho cái giá thành của chiếc xe này nó giảm xuống. Thì quý vị anh chị, ai đang có nhu cầu lấy chiếc xe Acha này và cần mua ô tô thì hãy liên hệ với em Dinh qua số điện thoại 0989 656 790 cũng như là số điện thoại em để trên màn hình anh chị nhé. Thì chiếc Acha này nếu mà lăn bánh ở Hà Nội đâu đó nó chỉ có rơi vào hơn 400 triệu thôi ạ, khoảng 420. Và lăn bánh ở tỉnh thì nó chưa đến 400 triệu anh chị nhé. Và cái thứ ba đó là nếu mà anh chị mua gói trả góp thì chiếc xe Acha này anh chị chỉ cần đến là 120 triệu là anh chị đã có xe đi rồi. Đấy, một cái chiếc xe Acha mà giá chỉ bằng chiếc xe SH và mức tiêu thụ năng lượng cũng chỉ bằng con SH thôi. Thì chúng ta đã có được một chiếc xe mà chúng ta có thể là đón Tết và chở gia đình đi trên những quãng đoạn đường mà không lo dịch bệnh Covid. Vâng, một lần nữa thì em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị nhé.